Ben sap corona, làm kém soi dân ta. Ben sap corona, từ trẻ đến người già. Ben sap corona, ngành y là sung kích. Thề quyết thắng đại dịch, hòa chung một bài ca. Mỗi người khi đi ra nên đề phòng cho chính ta. Nhớ khẩu trang ta mang vì lợi ích ta an toàn. Nên nhớ khi đi về là cần rửa kỹ đôi tay. Ai cũng vì cộng đồng không lây nhiễm corona. Đại dịch corona đang truyền vào trong nước ta. Đánh giặc corona vì cuộc sống. Đến 12:30 trưa 29 tháng 2, tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã có quyết định chính thức về việc nghỉ học, đi học trở lại của học sinh. Theo đó đã có 63 trên 63 tỉnh thành phố thông báo quyết định về việc nghỉ học, đi học của học sinh từng cấp để phòng ngừa dịch Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương cuối cùng đưa ra thông báo này với quyết định cho học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở kéo dài thời gian tạm nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3. Riêng cấp trung học phổ thông, khối 10 và khối 11 nghỉ đến ngày 15 tháng 3 và khối 12 nghỉ đến ngày 8 tháng 3. Trước đó tối 28 tháng 2, Hà Nội quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3 và nêu quyết tâm cho học sinh trung học phổ thông trở lại trường từ ngày 9 tháng 3. Thái Bình cũng cho toàn bộ học sinh nghỉ học, trong đó học sinh mầm non đến trung học cơ sở nghỉ đến ngày 15 tháng 3, học sinh trung học phổ thông nghỉ đến ngày 8 tháng 3. Như vậy đến thời điểm này cả nước chỉ còn 3 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Bình vẫn quyết định cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông tiếp tục nghỉ học. 60 tỉnh thành phố còn lại đều quyết định cho học sinh trung học phổ thông đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3. Trong đó 3 địa phương là thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Long cho học sinh lớp 10, lớp 11 tiếp tục nghỉ đến ngày 8 tháng 3, nhưng lớp 12 đi học từ ngày 2 tháng 3. Các địa phương đều tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ 1 đến 2 tuần. Cá biệt có tỉnh Bắc Giang cho học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở đi học trở lại vào ngày 2 tháng 3. Một số tỉnh phân biệt thời gian nghỉ dài, ngắn khác nhau giữa từng cấp học. Ví dụ Nghệ An, Hòa Bình cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ đến hết ngày 15 tháng 3, trung học cơ sở nghỉ đến ngày 8 tháng 3, Bến Tre cho học sinh lớp 9 và học sinh trung học phổ thông đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3. Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Hậu Giang chưa xác định thời gian cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ 1 hay 2 tuần mà chỉ ghi trong quyết định là nghỉ đến khi có thông báo mới. Trước đó, văn bản ngày 27 tháng 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp ở một số nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ 1 đến 2 tuần, học sinh cấp trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng chống Covid-19, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế. Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định tiếp tục bám sát tình hình diễn biến và kiểm soát dịch bệnh để hướng dẫn kịp thời các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020. Hạnh phúc chúng ta, đánh giặc corona vì hạnh phúc.